Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu bà Lò Thị Kim, chủ nhà hàng Nàng Ban Homestay sẽ lên phát biểu khai mạc. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, quý đối tác cùng anh chị em bạn bè thân hữu, bằng tất cả tấm lòng, tôi Lò Thị Kim, chủ nhà hàng Nàng Ban Homestay, xin gửi đến quý vị lời chào, lời cảm ơn sâu sắc, cảm ơn sự hiện diện của quý vị đã có mặt trong sự kiện quan trọng của nhà hàng Nàng Ban Homestay ngày ý đến đây chúc mừng nhà hàng chuẩn bị chào đón năm mới năm 2021. Kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các anh chị em, bạn bè một sức khỏe dồi dào, thành công và phát triển. Chúc an khang thịnh vượng và luôn đồng hành cùng nhà hàng để thực hiện thành công hơn nữa trong các sự kiện trong tương lai. Xin trân trọng cảm ơn. Cùng tiến hành nghi thức cắt băng khai trương nhà hàng Nàng Ban Homestay Điện Biên ngày hôm nay. Đầu tiên chúng tôi xin được vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với màn cắt băng lễ khai trương nhà hàng Nàng Ban Homestay. Xin lỗi quý vị, nhà hàng Nàng Ban Homestay Điện Biên kính mời các vị đại biểu sẽ theo hiệu lệnh của MC. Và 3, 2, 1. Và xin quý vị sẽ cùng dành một tràng pháo tay để cùng chúc mừng cho lễ cắt băng, lễ khai trương nhà hàng Nàng Ban Homestay ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn những tràng pháo tay của toàn thể quý vị. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, như vậy là lễ khai trương nhà hàng Nàng Ban Homestay cũng được diễn ra thành công tốt đẹp. Và ngay sau đây thì xin được trân trọng kính mời các quý vị đại biểu khách quý sẽ cùng lên sân khấu để cùng chụp hình lưu niệm trước khi đến với nội dung tiếp theo. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Và xin trân trọng kính mời các bạn trong tổ lễ tân sẽ cùng trở về vào trong sân khấu. Trân trọng kính mời. Vâng, quý vị thân mến, và thay lời cho bà chủ Lò Thị Kim, xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của các quý vị đại biểu, các vị khách quý sẽ cùng lên sân khấu để cùng chụp hình lưu niệm cùng nhà hàng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Vâng, xin được trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các vị khách quý, chúng ta sẽ cùng lên sân khấu để cùng chụp hình lưu niệm trong buổi lễ trang trọng ngày hôm nay, để cùng chúc mừng những điều tốt đẹp nhất cùng nhà hàng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Vâng, quý vị thân mến, bởi vì trong buổi tối hôm nay còn rất nhiều hoạt động, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhanh chân để cùng lên sân khấu chụp hình lưu niệm cùng nhà hàng trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Và trang trọng nhất ở phía trên nhà hiện tại, ở hai nhà chính và nhà đối diện sân khấu chính, đang có mâm tiệc ở trên tầng 2. Và ở phía bên cánh tay phải của sân khấu chính sẽ là những mâm tiệc để cùng chào đón tất cả quý vị. Vậy ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các vị khách quý, chúng ta sẽ cùng nhanh chân trở về với những bàn tiệc để chúng ta nâng chén chúc mừng cho lễ khai trương ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng đề nghị các bạn trong tổ lễ tân cũng như là các anh chị được phân công để cùng chào đón sự hiện diện của các vị khách quý. Xin mời các bạn sẽ cùng hướng dẫn.
Oh,
Xin cảm ơn những tràng pháo tay của